Là Lê Thị Thương, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em là giám đốc của một công ty bất động sản. Em quê ở Bình Định và hiện tại em đang làm việc ở Tân Bình. Xin mời bạn Nam giới thiệu về bản thân mình nè. Xin chào MC Quỳnh Linh. Dạ, chào chị Nam Thư. Chào tất cả quý khán giả. Em là Dương Minh Thành, 29 tuổi. Hiện em là nhân viên ngân hàng. Em đến từ Đắk Lắk, dạ, thủ phủ cà phê. Bạn gái, hãy nói một chút về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, độc lập và mạnh mẽ. Khuyết điểm thì em không giỏi về nội trợ. Cái thứ hai nữa là tính chất công việc nên em hay đi nhậu. Mà mỗi lần em nhậu vào em rất là lầy. Trời ơi. À, nếu tăng 2 thì em sẽ rất là bung lụa. Bung cỡ nào em? Bung cỡ chị. Bung cỡ chị. Ủa anh Linh ơi, bộ em bung dữ lắm. Em bung lắm á. Em bung dữ lắm hả? Sao bé này bung cỡ em vậy ta? Xem em trên truyền hình em bung dữ lắm luôn mà. Đó em. Để coi hồi. Không phải em đó. Em nít na thùy mỹ lắm. Không phải đâu mọi người ơi. Bề ngoài của em á rất là xinh xắn. Công việc ổn định. Và khi mà giới thiệu profile của em là giám đốc kinh doanh thì tại sao? Ê, em cũng không biết sao, nhưng có thể là duyên em chưa tới. Dạ. Cũng có một vài chàng trai nhưng mà em cảm giác không có được happy, không có được mở lòng với những người đó lắm. Rồi bạn trai bên kia, mình giới thiệu về ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Em cũng thích giao tiếp, có thể nấu ăn nội trợ. Em có khuyết điểm gì không? Em mê ngủ, với là em cũng hay quên lắm. Em có thể là ngủ 2 ngày 2 đêm cũng được. Còn ví dụ quên thì cái đấy thì thường xuyên. Ví dụ em có khách hàng ở dưới Nhân Trạch, em phải xuống đấy ký hợp đồng, ký giấy tờ này nọ, mà em soạn sẵn để đấy rồi mà cuối cùng em chạy xuống Nhân Trạch như một vị thần, mà cuối cùng quên em lại không mang giấy tờ gì theo, thế là hôm sau phải hẹn khách lên lại. Duyên dáng gì vậy đàn gái? Dạ. Có mấy mối tình rồi? Em trải qua là 2 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 2 năm rồi. Yêu nhau mấy năm? Dạ, yêu được 1 năm. 2 mối tình này của em thì chung một điểm, đó là em bị lừa dối. Lừa dối? Vâng. Phản bội? Phản bội, dạ. Người thứ ba? Dạ. À, công thức quen thuộc quá ha. Đó là những cái điều mà không ai muốn hết đúng không? Dạ vâng. Mối tình thứ ba này hy vọng rằng không có sự lừa dối. Dạ. Mà Nam? Dạ. Thì em thì cũng chính thức thì là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là hồi sinh viên. Thì cũng là chỉ sinh viên thì mối tình đầu thì học hành sa sút quá. Quen mà 1 năm mà nợ đến 6 môn. Còn mối tình thứ hai? Thứ hai thì em cũng bị phản bội giống như bạn bên kia. Lúc đấy thì em mới ra trường, thì mình đi làm thì lúc đấy cũng chưa ổn định. Thì bạn ấy thì ở Bình Dương thì cũng có quen 1-2 người nữa. Thì bạn ấy quyết định chọn một người có công ăn việc làm ổn định hơn rồi. Dĩ nhiên con gái người ta phải chọn người có công ăn việc làm, có sự nghiệp thôi. Chứ nhiều khi mình không có gì người ta đâu chọn mình đâu. Cái đó cũng không phải là sự phản bội. Tức là quen với em với một người, tức là 2 người, nhưng mà lấy một người thứ ba là không người khác, không liên quan. À, tức là tại vì 2 anh không có đáp ứng nhu cầu cho anh ta. Dạ, chính xác. Anh thứ ba đáp ứng nhu cầu, ta lấy thôi. Dạ. Ồ, chào em gái xinh đẹp. Dạ, xinh đẹp không anh? Rất là dễ thương. Bây giờ em tìm cho mình một nửa yêu thương như thế nào? Mẫu người của em thì em muốn bạn nam phải cao 1m7. Cao 1m7, gì nữa? Vui tính. Vui tính. Không có râu quai nón. Ôi, sao em kỵ râu quai nón hả? Em cảm giác bị sợ. Râu đẹp mà em. Đúng rồi. Có râu là nhìn nam tính chứ. Em thì em không thích râu quai nón anh. Còn râu bình thường thì không vấn đề gì. Râu chùm chùm đây được không? Dạ, phải sạch sẽ anh ơi. Râu như anh ngồi dưới được không? Râu đó tỉa gọn đẹp rồi anh. Được, gì nữa? Không hói. Không hói. Không hói hả? Dạ vâng. Tôi nghe chữ hói là tôi bực mình rồi đó. Sao không thích hói vậy? Lý do anh phải hỏi ra vấn đề này mới được. Cơ bản là tại cái gu mỗi người khác nhau á anh. Cái gu hả? Dạ vâng. Rủ em lấy chồng lỡ em đi qua ông sói, ông hói đầu rồi sao? Không, em ví dụ đi. Yêu anh nói yêu hai đứa yêu nhau hạnh phúc lắm. Mà tóc ảnh nhiều, cái tối về gỡ ra tóc giả thì sao? Ừ rồi sao? Có nha. Đi cấy anh, cấy được mà. Bắt buộc phải cấy hả? Dạ vâng. Cỡ nào cũng đó, phải có tóc không hỏi. Thôi được rồi, không thích hói. Dạ. Tôi không thích mấy người thì không thích hói nha. Bên đàn trai tôi thấy giận rồi đó. Ủa người ta là con gái, bên này người ta có quyền lựa chọn chứ. Thì tôi cũng có quyền tôi nói chứ. Rồi em còn thích gì nữa không em? Em thích con trai sạch sẽ. Không lẽ con trai đó giờ ở dơ lắm hả? Thật không? Mày chắc sạch anh. Thôi ông kia, ngày tắm mấy lần? Ngày từ 1 đến 2 lần thôi chị. Được, sạch sẽ được. Sạch sẽ. Gì nữa? Em không thích đàn ông mà quá cơ bắp. Mỡ không à? Mỡ không à? Mày nó không cơ bắp.
Nó có mở không à? Người tròn tròn thì dễ thương, mà miệng thì dễ thương. À, cái gì? Tự nhiên tả đốt cô lắm hay sao? Bên kia nhảy vô tay vậy? Khoan coi á, khoan coi á. Khoan coi, tôi không cho coi đàn trai, tôi bực rồi. Trời đất ơi, người ta thích đàn ông là cơ bắp, khỏe mạnh, có râu. Cô này cũng không thích cơ bắp, không thích có râu nữa. Tôi không cho gặp đàn trai. Trời. Cô này cô gu khác, cô không có thích mấy cái gu mà mấy anh tập tạ, tập gym, muscle rồi. Người ta thích sáu múi này kia sao? Chứ em thích sáu múi không? Em rất thích sáu múi. À, thấy chưa? Hey, các cô như thích sáu múi không? Có ai thích gu như anh Quyền Linh không à? Không có ai luôn á Linh. Không có ai gu luôn. Gu thì thua rồi. Thua rồi, thua rồi. Gu bỏ tay rồi. Không giờ còn gì nữa khó hơn nữa không em? Chắc là hết rồi đó anh. Nhiều đó thôi cũng đáp ứng cũng mệt đó mà đó. Em thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 80%. 80% hả? Rồi mở cửa cho coi đàn trai tôi nè. Trời, đàn trai tôi cũng có giá lắm mà, đừng có giỡn. Xin mời mở rào. Ơi khoan. Khoan hả? Qua coi đàn trai coi được không? Tôi biết mở rào chứ. Ủa để mở qua bên coi. Đàn gái không chịu rồi sao? Có bụng không? Đừng hóp, đừng hóp, hóp xỉu vậy. Hóp xỉu, hóp xỉu. Mặt tròn tròn, gu tròn. Em gu em á, theo chị hồi nãy giờ em miêu tả là không muscle, không cơ bắp. À, ấy là gu em đó. À, có thêm bonus thêm cái cặp mắt kiến rồi vậy nữa. Ờ à, được. Ăn nói thì lanh lẹ cao. Trời. Cao mét mấy à? Không, em không đủ tiêu chuẩn của bạn. Bên kia là hơn mét 7, bên đây chắc dưới mét 7 rồi. Dạ, em dưới mét 7. Dưới mét 7 được không em? Chỉ mét 7 là bao nhiêu anh? Anh có thể không cao nhưng mà có thể ý là trời sập xuống anh đỡ lên được không? Cái câu bây giờ mà nói anh có thể không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn là xưa rồi. Xưa rồi. Anh có thể không cao nhưng trời sập xuống anh đỡ được không? Hay hay hay. Được không? Được được. Mà hỏi được không? Chịu chịu chịu. Chịu rồi đúng không? Chịu chịu. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Bạn gái, hôm nay em đi với ai nè hả bé Thương? À, hôm nay thì em đi cùng với cô em, anh trai và bạn. Dạ rồi, xin chào cô. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. À, em là cô của gái Thương. Hả? Cô sao trẻ quá vậy? Cô thấy cũng được. Cô nghĩ nên con nên cho thời gian tìm hiểu. Cô có thích đàn ông hói không? Dạ em không thích. Kỳ ta. Em kế bên thích đàn ông hói không? Trời ơi. Em anh Linh. Bây giờ anh hỏi gì nè. Hỏi quý vị khán giả đang xem chương trình qua TV đó. Ai không thích đàn ông hói mail về thì anh sẽ có câu trả lời. Ai không thích đàn ông hói vô Facebook tôi nói chuyện nha. Bạn trai hôm nay đi với ai ha? Dạ em đi với bạn học đồng nghiệp của em. Em chào chị Nam Thư và chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả tại trường quay. À, chào bạn Hương, mình là ông anh đi làm chung với Thành. Dạ vâng, chào mình anh. Mình cũng thấy bạn cũng ok so với em của mình đó. Mà em mình cũng nói thật cũng hơi lầy đó. Em tăng 2 nó cũng trợ giúp em được đó. Cũng hy vọng hai bạn cho nhau cơ hội. Mình thấy hai bạn ok. Rồi, cảm ơn trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt rồi quyết định nha. Mở rào. Mình có bó hoa tặng bạn. Với cái này làm là cái bắt cam cam. Thì trời nắng có thể hỗ trợ bạn. Mình thấy nước cam cũng tốt nên mình tặng bạn. Quay vòng cho bạn gái coi coi hợp không. Đâu nhìn em kiểm gái kiểm tra coi. Chàng trai sao em rờ vô coi có cơ bắp không. Hả? Em kiểm tra cơ bắp coi. Nhìn được rồi á. Không, kiểm tra nó phải rõ ràng. Này là không phải là cơ bắp lắm. Đúng rồi, mình không có tập gym. Dạ. Mình lâu lâu mình hoạt động thể thao thôi chứ mình không có tập. Anh biết đáp anh. Ừ, mình biết tất cả môn thể thao. Ừ. Rồi các bạn về chỗ ngồi đi. Rồi, mình ngồi xuống nè. Mình hãy nói về cảm nhận ban đầu về nhau như thế nào nha. Nhường. Sao nãy ông mạnh miệng lắm mà. Tại vì thấy bạn em thấy đau tim quá. Em có thấy bạn gái xinh đẹp không? Dạ bạn xinh đẹp. Trời ơi, ông này ông lật mặt vậy sao? Này ngồi nói kia nói chuyện với em xéo sắc nhìn mắt lên nói qua nói lại giờ quay qua đây. Bạn thấy mình thế nào? Em với bạn gì em hỏi. Em thấy anh thì cũng dễ thương, gương mặt thì ưa nhìn. Chỉ có cái là nó chưa cao so với tiêu chuẩn của em thôi. Mình thấy cũng vừa đấy. Anh được 1m65 không? Không, mình được 63. À 63. Còn em trai?
Dạ, em cũng thấy bạn rất là ưa nhìn. Nữa là bạn nữa. À, em lại ưa nhìn. Hả? Em nhìn thấy Thương rất là ưa nhìn. Mình là một người lãng mạn thì mình thích một cái phong cảnh đẹp chẳng hạn, hoặc là những cái gì roman là mình rất là thích. Quan điểm tình anh yêu của mọi người. Anh có phải là người trung tình không? Anh là người rất trung tình. Rất trung tình thì... Em thì qua hai mối tình thì em rất là sợ. Nên bây giờ cái đầu tiên cần tìm là người chân thành. Anh có phải là người hay ghen không? Ngày xưa anh hay ghen lắm. Nhưng mà qua hai mối tình này không bao giờ mình ghen nữa. Tại sao? Tại vì mình phải làm gì đó người ta mới làm gì đó để mình ghen. Hoặc ví dụ như em cứ thành thật thì chắc chắn là anh không việc gì anh phải ghen nữa thôi. Em là một người có tính sở hữu rất cao. Em quen một người thì em thích người đó rõ ràng trong tất cả các mối quan hệ. Không có em gái của đồng nghiệp hay là em của thằng bạn thân, hay là em gái mưa hoặc là em gái nuôi. Bởi vì cơ bản là cái gì nuôi thì cũng sẽ thịt thôi. Thường thường là anh ngại. Anh có liên hệ với người yêu cũ không? Không, với anh cắt bụi về cắt bụi cho nên đã là... Ủa là... Người yêu cũ thôi mà sao cưng đẩy về cắt bụi dữ vậy cưng? Thì tình yêu đến từ đâu thì nó về với đấy thôi chứ. Vậy là Facebook không có còn người yêu cũ, xóa hết rồi phải không? Không liên lạc gì luôn á. Hai, được. Làm được gì đến mức như vậy? Tình yêu cũ đôi khi nó là kỷ niệm đẹp, là ký ức đẹp, sau này ngồi là nhớ lại. Cái tình yêu cũ với... gì đã trở về cắt bụi giống như... Tại em không muốn đi luôn thì tình yêu cũ đã ảnh hưởng tới cái người mới của mình thôi. Cũng hay, cũng là một ý kiến hay. Ngại ngùng nè, hát tặng nhau bài nhẹ nhàng nè. Rồi bấm nút nè. Em thì hát rất là dở. Mấy bạn nói mà em mà hát là mấy bạn nhà trai em bảo là qua nhà gái ngồi hết. Chứ không dám ngồi nhận ngồi trai cho nên em cũng sợ lắm. Đôi khi hát dở cũng ấn tượng đó em. Hát lại đi. Vậy thì nhắm mắt làm liều vậy. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Ly cà phê như muốn hát cùng em câu gì. Em hơi run. Không sao. Lại hai bác. Hát cà phê người ta hát tỉnh ngủ, hát xong rồi ngủ luôn. Đi vậy vậy. Có thể. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Thôi em cho em qua cái đoạn này được không? Thôi. Dạ. Khỏi nha. Dạ khỏi. Em hát hết ai cũng muốn cà phê luôn á. Dạ vâng ạ. Em thì được cái hát không hay nhưng mà lại hay hát. Đúng rồi. Dạ. Cứ thoải mái em. Nào. Em biết anh yêu cô ta. Giấu em những hôm không về nhà. Dẫu em từ trong anh mất, từ trong lời nói anh luôn giấu em. Em sẽ đứng im em nhìn, xem trái tim em sẽ chịu đựng được. Một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc, đang lừa dối em. Và nếu như có một ngày anh không thấy em, và em sẽ nói rằng anh hãy đi đi anh. Em cố nắm thật chặt đôi tay của em, cố ôm chầm và anh xin lỗi em. Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy, sẽ không phải là em mà là cô ấy. Em không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là em đúng không anh? Đó, thấy chưa? Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút thì em hãy nói tất cả những suy nghĩ của em. Nói đi em, nhìn bạn gái. Hôm nay mình hơi hồ hộp một tí. Đối ngoại thì mình rất là tự tin. Mà không biết sao lên chương trình với là thấy bạn nữ thì mình lại hơi yếu đuối. Mình cũng rất lâu rồi mình cũng chưa có tình cảm, mình cũng chưa có yêu. Lâu rồi chưa yêu, mình mất cảm giác yêu. Mình sợ là mình cứ bối rối vậy. Thì nếu có cơ hội thì cho mình tìm hiểu. Ok, được rồi. Như thế cũng đủ rồi. Nào, hãy để tay vào nút bấm để xem những cái chia sẻ của em, cô gái có đồng tình hay không. Cũng đang rất hồi hộp. Chờ đợi. Chờ gì nữa. Trời ơi, tôi chưa đếm là đã bấm rồi. Có lẽ là nhịp tim họ đã cùng nhịp đập với nhau từ lâu rồi. Tại sao em lại bấm nút trước với cô gái? Thì... Anh hỏi cô gái. Hỏi cô gái à? Qua cách nói chuyện với anh thì em cảm giác ở đây có sự chân thành.
Cái thứ hai là em cũng muốn cho mình một cái cơ hội. Rồi, hãy nắm tay đi. Nắm tay nào. Hãy chứng minh cái nút bấm của mình. Hôn đi. Nào. Thôi. Nhưng mà em nghĩ nên để dành. Không, em quy định chương trình chị á, không hôn là không có cho dắt bạn gái về. Một cái nụ hôn để chứng minh vậy đúng với cái trái tim của mình, tại sao vậy không có thể cho mình thơm má nữa không? Yeah. Làm gì hôn xong mà nó hết rồi. Không, bạn rất là thơm. À, đây là chiếc vé xem phim của Cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Những vé xem phim của Cụm rạp Cinebox. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, nệm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da One Today gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúc mừng hai bạn, xin mời. Chờ em gái đi trước, mình đi sau, bảo vệ cho phụ nữ nha. Rồi, xin chúc mừng cặp đôi của chúng ta.